Rồi. Rồi Hiếu Đức Dương có đặt câu hỏi. Thì cho em hỏi những bài kinh của Đức Phật để lại liệu tụng kinh, liệu có tụng kinh để cho khỏi bệnh được không ạ? Em cảm ơn thầy. Vâng. Thưa bạn như thế này. Thứ nhất chúng ta phải hiểu được cái nguồn gốc của kinh Phật. Tức là kinh Phật bản chất chính là những cái bài pháp mà Đức Phật đi giảng cho một ai đó khi họ gặp các vấn đề khó khăn. Từ đấy ví dụ khi trên đường Đức Phật đi thì có một bà mẹ có đứa con mất, bà đau buồn, bà bế đứa con đến để xin Đức Phật ban cái pháp lành để cho con bà sống lại. Nhưng mà rõ ràng Đức Phật biết cái việc đó nó không xảy ra, thì Đức Phật dùng một cái pháp là yêu cầu bà, nếu bà bế con đi mà xin được nhà nào có hạt đậu mà không có người chết thì cầm về thì Đức Phật sẽ giúp cho con bà ấy sống lại. Tuy nhiên thì Đức Phật biết thừa là nhà nào cũng có người chết, nhưng sau cái việc bà ấy bế con đi xin cái hạt đậu ở từng nhà và nhà nào cũng có người chết, thì bà nhận ra một điều là quy luật sinh lão bệnh tử là chuyện gì phải đón nhận, phải đón nhận. Vì vậy từ đấy bà hiểu được chuyện đó, bà không đau khổ, và đấy là một bài pháp. Thì sau này mọi người có ghi lại cái lịch sử một cái bài mà Đức Phật dạy cho bà ấy như vậy, thì đó là một cái bài được gọi là kinh Phật, tức là tư tưởng của Phật được truyền đạt dưới dạng những câu chuyện giải quyết một vấn đề cho con người ở thời điểm đó, và viết thành văn xuôi, viết thành một cái lời viết lại cái câu chuyện đó thì được gọi là kinh Phật. Sau này mọi người còn sáng tạo ra, có thể là làm thơ để nó biến thành kinh cho nó dễ thuộc, tương ở nhà như vậy. Thế thì từ cái câu chuyện của kinh Phật như vậy thì đặt câu hỏi là tụng kinh thì có khỏi bệnh được không? Thì thưa với anh em là tụng kinh có cơ sở để khỏi bệnh, và cơ sở này không liên quan đến kinh Phật nhé. Tôi lấy ví dụ khi tâm của chúng ta bấn loạn thì mình ngồi mình đọc kinh Phật và mình tập trung niệm toàn bộ cái tâm tánh của mình tập trung trên cái cuốn kinh Phật để mình đọc, nhờ cái tín lực là mình tin rằng là đọc kinh Phật sẽ khỏi bệnh, sẽ hết bệnh. Cho nên mình tập trung hết toàn bộ tâm can của mình vào cái chánh niệm của mình vào trong quá trình đọc kinh, thì nhờ vậy tâm của mình nó không chạy năng xăng, tức là mình sẽ giảm đi bớt đi sự sợ hãi, giảm bớt sự lo âu, giảm bớt đi cái sự phiền muộn và tập trung nhiều hơn cho sự an lạc trong hiện tại. Cũng nhờ vậy mà cơ thể nó điều chỉnh lại hệ thống nội tiết tố và làm cho cơ thể nó cái khả năng chuyển hóa nó tốt hơn, và nhờ vậy mà bệnh nó cũng thuyên giảm, nhưng không có nghĩa là khỏi. Nếu bệnh nhẹ thì khỏi, ví dụ bệnh bấn loạn tâm thì có thể khỏi, nhưng mà bệnh mà bị gọi là ung thư thì không có thể khỏi được, ví dụ như vậy, mà nó chỉ có giảm thôi hoặc kéo dài sự sống hơn. Vậy thì rõ ràng là cái việc tụng kinh mà tập trung giúp cho mình chánh niệm hơn, giúp cho mình dồn cái tâm của mình vào một chỗ để tránh tình trạng nó lăng xăng, nó lo nghĩ, nó đau khổ, nó phiền muộn, thì đó cũng là một cách giúp cho mình đỡ bệnh hơn. Nhưng về mặt bản chất, bệnh ở đây không phải là nhờ Đức Phật phù hộ, mà bản chất khỏi bệnh là nhờ tâm của mình nó định trên cái cuốn sách kinh đấy, mà giúp cho mình loại trừ được những cái tạp niệm như sợ hãi, lo âu, phiền muộn ra khỏi cái trạng thái cơ thể trong cái thời điểm đọc kinh ấy, dẫn tới nó cân bằng nội tiết tố lại cho cơ thể mình. Thì thưa với Hoàng Hiếu Đức Dương như vậy, chứ bản chất ở đây không phải là Đức Phật phù hộ cho mình. Chúng ta hiểu một cách nó khoa học, tránh tình trạng hiểu một cách mê tín, và lần sau cứ bị bệnh là cầm cuốn kinh ra đọc, thì không phải là nó không những không khỏi mà thậm chí còn bệnh còn nặng hơn. Rồi xin cảm ơn bạn. Vâng, Vera Diệp Chi có đặt câu hỏi: thưa thầy, trọng điểm để giúp con người đạt được sự vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống là gì ạ? Vâng, thưa Vera Diệp Chi rằng là bản chất chúng ta hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống chính là việc cái cảm xúc của chúng ta nó phải loại bỏ những cái tạp niệm mà bao gồm sân hận, bao gồm đau khổ, bao gồm lo lắng, bao gồm sợ hãi, bao gồm kiêu ngạo, bao gồm tham lam, tức là những cái hạt giống xấu là chúng ta loại bỏ khỏi cái vùng cảm xúc của chúng ta trong mỗi một ngày, thì chúng ta sẽ đạt được sự vui vẻ và hạnh phúc. Tôi lấy ví dụ như là trong nhiều năm mà cái
cái nỗi sợ hãi nó đã rời khỏi cái cuộc sống của mình, cái sự sân hận nó đã rời khỏi cuộc sống của mình, cái sự lo âu nó đã rời khỏi cuộc sống của mình, thì có nghĩa là bây giờ mình giữ được một trạng thái lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và bình an, thì như vậy chúng ta đạt được trạng thái niết bàn trong đời sống. Tuy nhiên, làm thế nào để đạt được cái sự vui vẻ hạnh phúc đấy, làm thế nào để loại bỏ được những hạt kia ra khỏi cuộc sống của mình, thì thưa với các anh chị, chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta hiểu là cái nhân quả trong nhiều đời nhiều kiếp và để nó đến cái ngày hôm nay. Tôi lấy ví dụ, nếu như mà trong vòng một năm trước do tôi vô minh, tôi chơi cờ bạc, tôi đã vay tiền của bạn, thì đến ngày hôm nay bạn đến bạn đòi tiền tôi, và khi mà tôi giác ngộ ra và tôi phải bán nhà tôi đang ở để tôi trả nợ cho bạn, thì điều đó tôi đón nhận một cách vui vẻ, vì tôi hiểu đó là nhân quả. Đó là nhân quả, tức là mình đón nhận cái quy luật nhân quả đó một cách vui vẻ, và mình không hề có cái chuyện sân hận cái người mà họ đã cho mình vay tiền, vì mình vay của họ là tiền mặt. Thì bây giờ mình phải có trách nhiệm, mình gì ạ, đối mặt với sự thật để đi giải quyết cái âm vang của quá khứ. Vậy thì tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta phải đón nhận bất cứ cái gì bất đắc như ý mà do chúng ta tạo ra trong ngày hôm qua, thì có nghĩa là nếu chúng ta được đón nhận cái bất đắc như ý ấy, chính là việc chúng ta đang được trả nợ những gì mà chúng ta đã gây ra trong quá khứ. Điều đó khiến cho mình đang loại bỏ dần lo lắng và sợ hãi ra khỏi cuộc sống của mình. Còn sợ nhất, chúng ta không đối mặt với chính mình, đối mặt với nhân quả của chính mình, và chúng ta giấu giếm những cái thứ mà mình nằm bệnh, thì cái việc đó mình cất ở trong người, thì sự lo lắng nó vẫn cứ lên ngôi hàng ngày, và không đấy đâu có sự vui vẻ và hạnh phúc tồn tại được. Vậy tóm lại là những gì mà chúng ta đã gây nghiệp trong quá khứ, mà chúng ta hiểu được quy luật nhân quả, nếu đến thời điểm này phải nhận, thì chúng ta hãy hoan hỉ đón nhận, bởi vì đó chính là thời khắc tuyệt vời nhất chúng ta loại bỏ được sự lo lắng, sợ hãi ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Như vậy từng cái hạt giống xấu ấy được loại bỏ đi. Nhưng cũng có những người thì họ sợ mất cái họ sợ mất đi cái tài sản, tức là họ tham lam, cho nên biết nợ người ta nhưng không dám trả, không muốn trả, và muốn gì ạ, cứ muốn ăn đòi lạm dụng vốn của người ta, thì dẫn tới người ta thường xuyên người ta đến đòi mình, và như vậy hàng đêm mình sẽ khó ngủ, bởi lúc nào cũng có mối đe dọa. Vậy thì tóm lại, muốn nhận được cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, thì một, chúng ta phải đón nhận tất cả những gì thuộc về quả mà do chúng ta gieo nhân chưa tốt trong quá khứ và đối mặt trả đi. Thứ hai, trong hiện tại thì hãy mỗi ngày tập trung vào lao động, tập trung vào làm việc một cách gì ạ, chính đáng, đúng đạo đức, đúng pháp luật, và đừng để lại bất cứ một hạt rác nào trong ngày hôm nay, thì nhân quả trong đời sau, trong những năm sau, trong những tháng sau, chúng ta không phải đón nhận nó nữa, và như vậy chúng ta loại bỏ đi những sợ hãi, sân si ra khỏi cuộc đời mình. Vậy tóm lại, tôi tổng kết lại là muốn đạt được sự vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống, có nghĩa là chúng ta phải loại bỏ đi sân hận, lo lắng, sợ hãi, đố kỵ, tham lam ra khỏi tâm mình, ra khỏi cảm xúc của mình. Nhưng muốn loại bỏ được thì chúng ta phải hiểu quy luật nhân quả. Vậy thì những gì chúng ta gieo nhân của ngày xưa bây giờ phải trả, hãy đón nhận hoan hỉ, dù nó mất mát, dù nó tổn thương, nhưng điều đó là cần thiết vì giúp cho mình hết sợ hãi. Cho nên rất nhiều anh khi vào tù rồi ngủ rất là ngon, nhưng chưa vào tù ở ngoài thấp thỏm, bởi vì vào tù chính là lúc trả gì ạ, trả nghiệp của quá khứ. Thì bây giờ vào tù là anh yên tâm ở trong tù anh ngủ. Câu chuyện thứ hai là muốn trong tương lai chúng ta cũng không bị phải gì ạ, lo lắng về những cái nhân của cái nhân duyên của thời khắc này chúng ta tạo ra. Thì mỗi một ngày chúng ta sống, chúng ta gieo hạt, thì đừng gieo những hạt gì ạ, hạt giống xấu, đừng gieo những cái hạt rác xuống cái từng hành vi của mình mỗi ngày, thì sau này
cái quả mà nó ra thì toàn quả tốt thôi, chứ không có quả xấu, cho nên là nhân quả đời sau của mình nó cũng tốt. Vì và như vậy thì không phải là chúng ta nhận được an vui trong thời khắc này, mà chúng ta an vui bền vững trong nhiều thời khắc sau nữa, mà chúng ta gọi đó là Niết Bàn. Rồi, xin cảm ơn Vera Diệp Chi. Vâng, Hà Nguyễn có đặt câu hỏi. Em chào thầy ạ. Thầy giải thích giúp em để em hiểu thêm về tính không trong đạo Phật với ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Chúc thầy và mọi người luôn bình an. Vâng ạ. Thưa cả nhà, các hạt giống mà trong tâm thức của chúng ta đang tồn tại, thì trong con người mình có 6 hạt giống căn bản. Hạt giống vật chất là thứ nhất. Hạt giống thứ hai là hạt giống của cảm xúc, tức là tham lam cảm xúc, thích được tôn vinh, thích được hơn người khác. Hạt giống thứ ba trong tâm thức là hạt giống của vòng sinh mạng. Họ thích được an toàn, thích được sống lâu. Rồi hạt giống thứ tư, đó là hạt giống của trí tuệ. Hạt giống thứ năm là hạt giống của nghiệp lực, tức là muốn trao đi, muốn cho người khác. Và đến đỉnh cuối cùng, đó là tâm không. Nó là tâm không. Vậy thì từ đó chúng ta mới giải thích về tâm không hay tính không trong đạo Phật. Thường là tính không thì đối với vật chất, còn tâm không là nói về con người. Tâm tính mà, thì tâm không là nói về con người. Vậy thế nào là tâm không? Ví dụ chúng ta đi bắt đầu từ một khái niệm gọi là khái niệm giá trị. Thì tôi hỏi mọi người rằng cái kính này có thật giá trị không? Thì câu trả lời là kính này chỉ có giá trị với ông mắt viễn thị như tôi. Còn cái kính này có giá trị với cháu 3 tuổi không? Thì câu trả lời là không, đeo vào cháu mặt chết luôn. Thế cái kính này có giá trị với con chó không? Thì câu trả lời là có, vì nó làm đồ chơi nó nghịch. Cái kính này có giá trị với bà đồng nát không? Thì câu trả lời là có, bà ấy mua về nó sinh ra tiền. Vậy thì có nghĩa là nếu cái kính này nó đứng một mình và không xuất hiện một đối tượng nào ở xung quanh nó, thì cái kính nó đơn giản là cái kính. Nó là một vật chất, mà do cái kính là do mình đặt tên mà thôi. Còn khi xuất hiện một tư tưởng ở quanh nó, thì nó được gán cho một cái tên. Ví dụ người thì gán cho nó là cái kính. 3 tuổi mà nhìn thấy cái kính này thì không gọi là cái kính, mà có khi gọi là cái chóng mặt. Con chó thì gọi là khúc xương. Như vậy là khi mà xuất hiện một tư tưởng thì cái vật chất này mới được gán cho một cái tên và gán cho một công năng. Vậy thì vốn dĩ nó đứng im thì nó là tính không. Nhưng khi có tư tưởng xuất hiện thì bắt đầu tính có, do con người gán cho nó. Đấy là gọi là tính không của vật chất. Nhưng ai sẽ nhìn thấy gì ạ? Cái tâm không. Là nhìn thấy tính không của vật chất, là người phải là người tâm không với nhìn thấy tính không của vật chất. Vậy thế nào là tâm không của con người? Thì thưa cả nhà, nếu giống như kiểu Tuấn đang ngồi một mình và không có bất cứ ai xung quanh Tuấn, thì Tuấn đang sống trong hiện tại. Tư tưởng của Tuấn rảnh rang, Tuấn không phải nghĩ cái gì cả, mà Tuấn ngồi uống nước chè là mình biết mình uống nước chè. Mình ngồi mình đánh cờ là mình biết mình đánh cờ. Như vậy là tâm hồn của mình nó hoàn toàn rảnh rang và nó không có tư tưởng. Tư tưởng là tư tưởng không. Nhưng khi bắt đầu xuất hiện một người đối diện ta thì tư tưởng của ta mới xuất hiện. Và người đối diện đấy là tư tưởng ở vòng vật chất. Thì tư tưởng của ta làm thế nào giúp họ có vật chất? Thì bắt đầu xuất hiện tư tưởng của ta nhé. Khi họ là người ở vòng vật chất, họ xuất hiện, thì tư tưởng của ta mới có.
khi họ ở vòng cảm xúc họ xuất hiện thì tư tưởng của ta mới có là làm thế nào để tôn vinh họ, để giúp cho họ không tự ái. Nếu họ là vòng sinh mạng họ xuất hiện thì tư tưởng của mình mới có là làm thế nào để cho họ cảm thấy bình yên và an toàn. Nếu một người trí tuệ xuất hiện trước ta thì tư tưởng của ta mới có là làm thế nào để chia sẻ trí tuệ với họ. Nếu một người nghiệp lực xuất hiện trước ta thì tư tưởng của ta mới có là ta cùng trao đổi với nhau về cách làm nghiệp lực tốt nhất. Như vậy, tư tưởng của ta chỉ xuất hiện khi đối diện ta có một tư tưởng khác, và tư tưởng của ta lúc bấy giờ là tư tưởng đi phụng sự tư tưởng khác. Và nếu trước mặt ta không có bất cứ một tư tưởng nào thì ta không có tư tưởng. Vì vậy Đức Phật có dạy, đến tận cùng của đỉnh cao tu đạo Phật chính là việc chúng ta không còn tư tưởng, mà tư tưởng của ta chính là đi phụng sự người đối diện. Nếu khi họ xuất hiện, họ là đối tượng nào thì ta sẽ phụng sự họ ở đối tượng đó. Nhưng để phụng sự được người ở vòng vật chất thì mình cũng phải hiểu nguyên lý vận động của vật chất. Nếu phụng sự ở vòng cảm xúc, họ ở vòng cảm xúc, thì ta phải là người biết nhẫn nhịn và tôn vinh cái đúng của người ta. Nếu biết phụng sự họ được vòng sinh mạng thì ta cũng phải hiểu về cơ chế ăn uống, sinh hoạt và hoạt động của thân xác này. Nếu ta muốn phụng sự về trí tuệ đối với họ thì ta phải là người trí tuệ. Nếu ta muốn phụng sự về nghiệp lực cho nó tốt thì ta cũng phải là người sống nghiệp lực. Vậy tóm lại, mình chỉ có thì mình mới phụng sự được, không có lấy đâu mà phụng sự. Cho nên người tâm không chính là người đạt được cảnh giới vượt qua tất cả các tầng bậc vật chất, cảm xúc, sinh mạng, trí tuệ và nghiệp lực. Sau đó họ rơi vào một trạng thái ung dung và thong dong giữa dòng đời. Tức nếu không có ai thì họ chính chỉ đơn giản là tâm không. Họ rảnh rang trong đầu và chẳng có tư tưởng quái gì cả. Nhưng khi xuất hiện một tư tưởng đối diện thì tư tưởng của họ mới xuất hiện, đó là tư tưởng phục sự. Cho nên người có tâm không là người lúc nào cũng thấy họ ung dung tự tại giữa dòng đời. Và tìm được một người ung dung tự tại giữa dòng đời khó hơn tìm một kẻ có nhiều tiền. Cho nên tâm không chính là tâm không có tư tưởng, và chỉ xuất hiện tư tưởng phụng sự khi người đối diện mình xuất hiện. Và phụng sự ở vòng nào thì người đối diện ở vòng nào thì người ta sẽ phụng sự đúng thức ăn cho người đối diện ở vòng đó, giúp cho người ta chuyển hóa tâm thức. Như vậy đó chính là người tâm không. Rồi cảm ơn câu hỏi của Hà Nguyễn, một câu hỏi rất khó, nhưng nếu mọi người biết dùng thì đây là một câu hỏi cực hay, câu hỏi đỉnh cao nhất của đạo Phật. Rồi ạ. Anh Thanh Sơn có đặt câu hỏi: em chào thầy ạ, em muốn hỏi nhân duyên để đi tu ạ. Thưa cả nhà, trong cuộc sống này thì để có một thành quả thì thường chúng ta nói phải do nhân duyên. Vậy khái niệm nhân duyên là gì? Thưa cả nhà, nhân cộng với duyên thì thành ra quả. Và nhân ở đây thì bản chất Tuấn tạm dịch cho mọi người dễ hiểu là cái duyên do mình quyết. Tức là nhá, để có một tấn thóc cho nó khô khi phơi ngoài trời thì cái nào là cái mà mình duyên, nào là duyên mình chủ động thì cái đấy gọi là nhân duyên. Tôi lấy ví dụ, đưa được thóc ra ngoài sân phơi, làm được cái sân để phơi không, và gì ạ,
dậy phơi được buổi sáng thì cái đó mình gọi là nhân duyên. Còn sau đó trời có nắng thì gọi là thiên duyên. Thì như vậy cần 4 điều kiện thì tấn thóc của chúng ta đến cuối ngày chúng sẽ khô. Tôi nhắc lại, để có một tấn khóc tóc ở tấn thóc mà nó khô để chúng ta thu vào cuối ngày và chúng ta cần phải phơi ra đầu ngày, thì việc đầu tiên chúng ta có cái nhân duyên, tức là con người chủ động tạo ra cái duyên này, tức là mình phải gì ạ, phải chịu khó để bơi, để đưa thóc ra ngoài sân. Thứ hai là mình phải làm được cái sân, và thứ ba mình phải dậy sớm và phơi cho nó đúng nghỉ đúng nắng đó. Và đấy gọi là cái nhân duyên. Cái phần thứ hai là cái phần thiên duyên, thì như vậy gọi là phải có trời nắng. Như vậy nhân duyên cộng với thiên duyên thì nó tạo ra cái quả, và chúng ta gọi là nhân duyên quả. Và bản chất duyên chính là điều kiện. Vậy thì thưa các ngài, để một người đi tu được thì họ phải có các cái điều kiện nhất định thì họ mới đi tu được. Thứ nhất, để đi tu được thì bạn đã bắt đầu thoát ly khỏi vật chất và không còn nhu cầu về vật chất. Thứ hai, bạn phải thoát ly khỏi cảm xúc, tức là bạn không có nhu cầu về sự tôn vinh, không có nhu cầu về thắng thua, không có nhu cầu về ngạo mạn. Bạn đi tu được thì bạn không còn nhu cầu về vòng sinh mạng nữa. Thậm chí như ông Phật, ông phải tu 6 năm khổ hạnh và ngồi dưới gốc cây 49 ngày đêm. Thế thì như vậy là ông đâu còn nghĩ đến sinh mạng nữa. Để tu được thì người ta không, trí tuệ của người ta phải hoàn hảo. Ví dụ như ông Phật là ông học ông thầy thứ nhất mấy tháng là xong, ông thầy thứ hai mấy tháng là hết sách, tức là ông rất là trí tuệ. Và nghiệp lực là ngay từ bé ông ấy đã thương từng con chim bị sa xuống. Chứ còn mình mà nhìn thấy chim sa xuống là mình nghĩ ngay đến món gì ạ? Rán hay là xào hay là hấp. Vậy thì muốn nói với các ngài rằng là để phải có đủ những cái điều kiện căn bản như vậy, cộng với điều kiện hiện tại mà nhà mình nó đang đảm bảo được cái yếu tố là mình lấy vợ, lấy con, có con rồi, thì con cái nhà mình khi mình đi tu thì con cái nó phải có đủ điều kiện để nó gì ạ, nó tồn tại. Mình đẻ ra thì mình phải có trách nhiệm với nó. Rồi đến lúc mình lấy vợ rồi thì mình đi tu thì vợ con mình sống bằng cách nào, hay là mình đem con bỏ chợ. Vậy thì nó còn cần rất nhiều những cái nhân duyên như vậy, bao gồm từ ý của mình và những cái thứ mình đã gây ra. Xong tiếp theo nữa là ý trời nữa cơ. Nếu rằng là bạn có đủ ý trời giúp cho bạn tìm được một môi trường tu nó có đúng không, tìm được người thầy hướng dẫn bạn tu có đúng không, vậy thì có rất nhiều các yếu tố để tạo nên gì ạ, một cái nhân duyên để bạn để đi tu. Vậy thì tôi vừa đưa ra những nhân duyên như vậy thì bạn xem xét mình có đủ nhân duyên không. Không tránh tình trạng là mình không đủ cái nhân duyên mà mình đi tu thì cuối cùng mình chỉ lánh vào cửa Phật để làm phiền Phật chứ không phải là đi tu. Mà bạn phải hình dung thế này. Tóm lại, tôi nói thế này có vẻ hơi bậy một tí nhưng nó dễ hiểu. Không phải là con mèo, con chó mình nuôi ở trong chùa mà nó sống ở trong chùa, nó sau nó cũng thành Phật. Vậy thì bạn cũng phải ở tầng nào thì bạn vào chùa, bạn tu, bạn mới thành Phật được. Chứ không phải là có nghĩa là mình thấy rằng mình có nhu cầu thành Phật thì mình vào chùa thì nó thành Phật. Và như vậy mình biến cái chỗ đó thành một cái chỗ mình nương nhờ, chứ không phải là cái chỗ gì ạ. Thật sự mình coi tu là sự nghiệp. Ok ạ, xin cảm ơn Thanh Sơn. Và chúc bạn xem xét các cái điều kiện cần thiết để mình xem mình có nên đi tu hay không. Rồi, cảm ơn. Trần Văn Hòa có hỏi câu hỏi. Em có hỏi câu hỏi thắc mắc muốn thầy giải đáp ạ. Thế nào là vô ngã? Thế nào là bản ngã vậy ạ? Vâng, chúng ta phải định nghĩa cái từ gọi là từ ngã. Thưa các anh chị rằng là
trong con người mình có 3 phần: thân, tâm và tuệ. Thì khi chúng ta chết đi, lìa khỏi trần gian này, thì chúng ta bị tước đi phần thân, tức là thân xác chúng ta phải để ở lại. Chúng ta bị tước đi phần tuệ, phần tuệ để ở lại. Những thứ mà chúng ta học hành được thì kiếp sau không còn nhớ đâu. Nhưng cái thứ mà chúng ta mang đi được từ kiếp này mang sang kiếp sau chính là thói quen muốn và thói quen nghĩ. Ví dụ tôi chuyên môn, tôi chỉ trong cái muốn của tôi á, thì tôi muốn tiền bạc, hay là tôi muốn oai, hay là tôi muốn gì ạ, sống bình an, hay tôi muốn có trí tuệ, hay tôi muốn đi giúp đỡ người khác. Như vậy một đằng muốn hover vào người mình, cũng có những thứ, có những người thì muốn gì ạ, trao đi giá trị. Vậy cái đấy gọi là thói quen muốn. Thứ hai, con người chúng ta còn giữ được thói quen nghĩ để mang đi tái sinh. Tức là có những người nghĩ theo quy luật của tự nhiên, tức là không làm thì không có ăn. Có người thì nghĩ rằng là vẫn có cơ hội, không làm mà may mắn vẫn có ăn. Có người thì họ nghĩ rằng làm việc ác thì vẫn có may mắn thoát khỏi đi tù. Có người họ nghĩ rằng gieo nhân ắt sẽ có ngày gặp quả. Những thứ đó người ta gọi là thói quen nghĩ. Tóm lại, trước khi chúng ta chết đi, sau khi chúng ta chết đi, thứ mà nhân gian này tước hết của chúng ta, đó là tiền bạc phải để lại, vật chất phải để lại, thân xác phải để lại, thậm chí trí tuệ, học bao nhiêu năm thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư cũng phải để lại. Thứ duy nhất mà chúng ta cầm đi được, đó là thói quen muốn và thói quen nghĩ. Và hai thói quen này thì được dùng bằng một từ gọi là ngã. Gọi là ngã. Vì vậy, mỗi một người đẻ ra ở một vòng tâm thức nhất định sẽ tương ưng với một bản ngã nhất định. Hay giống như kiểu là mỗi một người đẻ ra, họ có một tâm thức, và tâm thức ấy chính là cái kính, màu của cái kính mà họ đeo. Nếu cái kính họ đeo, tâm thức của họ là vòng vật chất, thì có nghĩa màu cái kính mà họ đeo nhìn đời bằng con mắt của vật chất. Vì vậy họ nhìn thấy ai nhiều tiền là họ tôn vinh. Họ nhìn thấy cơ hội nào kiếm được nhiều tiền thì họ cho rằng đó là cơ hội tốt. Họ không nghĩ nhân quả. Nhưng cũng có những người đeo cái kính của vòng tâm thức cảm xúc, là họ nhìn đời bằng sự tôn trọng. Nếu ai mà tôn trọng mình thì họ cho rằng người đấy là người tốt. Nếu ai coi thường mình thì họ coi rằng là đó là không tốt. Thì những cái thứ đó nó gọi là thói quen. Và thói quen cái kính, màu cái kính mình đeo, người ta gọi là ngã, hay còn gọi là bản ngã. Vậy thì mỗi một chúng ta, con người chúng ta sinh ra đều có cái bản ngã. Mà trong triết học thì người ta gọi là thế giới quan, tức là quan sát thế giới bằng một lăng kính nào. Trong đạo Phật thì gọi là bản ngã. Trong đời sống thì người ta gọi là góc nhìn. Trong chính trị thì người ta gọi là quan điểm. Như vậy đó đều là từ ngã ấy. Đó đều là ngã, bản ngã. Thế thì thế nào gọi là vô ngã? Vô ngã là không còn thói quen đúng sai, mà chỉ còn lại góc nhìn của sự thật, tức là góc nhìn của chân lý. Mà lúc nãy chúng ta vừa trao đổi với nhau, đó chính là tâm không. Tâm không tức là không có tham sân si mạn nghi, mà họ nhìn bằng đời, bằng sự thật. Sự thật nó vậy nên nó phải vậy. Mà tôi hay giảng trong chuyển hóa tâm thức, tôi bảo nó vậy nên nó phải vậy. Thì như vậy là bản chất họ nhìn đời bằng tâm không, tức là không nhìn bằng thói quen mà nhìn bằng sự thật. Còn đa phần chúng ta sử dụng bản ngã, tức là sử dụng thói quen để đánh giá một sự vật, hiện tượng. Ví dụ mẹ mình cãi nhau với ai,
thì thường bản năng đầu tiên là bênh mạnh. Thì như vậy chúng ta đang dùng cái gì để chúng ta ứng xử ạ? Đang dùng bản ngã để ứng xử. Vì bản ngã là một thứ bản năng, là mẹ mình, là mình phải bênh đầu tiên. Đấy. Họ không nhìn đúng sai của mẹ mình bằng sự thật nữa, mà họ nhìn bằng gì? Bằng bản ngã. Vì đó là mẹ tôi. Hay là một ông quan cũng vậy. Nếu con mình mà mắc tội thì họ nhìn đời bằng bản ngã, thì khi đó họ tìm cách họ cứu con họ. Như vậy nó nhìn nó không chân thật nữa, bởi vì đó là con mình trên họ tìm cách họ cứu. Nhưng nếu nhìn bằng gì ạ? Bằng vô ngã, tức là bằng sự thật của luật pháp, thì con mình nó gây ra cái tội này thì bắt buộc nó phải trả bằng cái tội này. Thì người ta còn bảo các bác là bác cứ xử nó thật nặng cho em, vì nó gây ra tội này nên nó xứng đáng nhận được cái kết quả này. Thì có nghĩa là người đấy đang cư xử một cách vô ngã, tức là không dựa vào gì ạ? Thói quen và bản năng làm cha mà sinh ra phán xét bên con. Hay là ví dụ một người làm quan mà tâm của họ là tâm bản ngã, thì họ cho rằng làm quan thì được đè dân, cho nên họ sẽ sống hách dịch với dân. Thì họ đang ứng xử bằng bản ngã của họ. Nhưng nếu mà theo góc nhìn của Hồ Chủ tịch là tâm không, là bản chất mỗi người làm quan được sống bằng đồng lương, mà lương đó do thuế của dân nộp, cho nên chính xác là dân là ông chủ. Vậy thì những người làm quan có ý thức rằng tôi chính là người làm thuê cho ông chủ. Vì vậy họ sẽ làm cách nào để thuận lợi nhất cho người dân, từ cái việc quan sát, đề xuất và thực thi. Thì như vậy người ta đang làm bằng cái gì ạ? Bằng cái tâm vô ngã. Và như vậy thường những người như thế thì rất là bền vững và được nhân dân yêu quý. Thì thưa các ngài, như vậy, như vậy tóm lại, cái vô ngã là sự thật, là quy luật của sự thật, là như thật. Vì vậy không có gì phải nghĩ bài. Còn thứ bản ngã chính là đơn giản vì lòng tham sân si mạn nghi trong mỗi con người nó còn lớn hay bé, mà cái lăng kính nó nhìn đời theo một kiểu khác nhau, và nó tạo ra một thói quen muốn, thói quen nghĩ khác nhau, thì cái đó gọi là bản ngã của mỗi con người. Rồi xin cảm ơn câu hỏi của Trần Văn Hòa, và chúc anh Hòa sẽ có được cái việc mà cũng đeo kính, nhưng bây giờ là đeo kính trắng, kính không độ, thì có nghĩa là mình vô ngã. Còn nếu mình đeo kính mà nó bị gì ạ? Kính nó bị méo sự thật đi thì có nghĩa là chúng ta đang gì ạ? Dùng bản ngã. Cho nên kính kính cận, kính viễn này, này, ví dụ cái kính viễn này là chúng ta đang dùng bản ngã này, này. Đấy, sự thật nó không phải là chữ nó to vậy, nhưng mà đeo vào thấy chữ nó to vậy. Không, thì cái này đang dùng cái bản ngã, là cái tâm thức nhìn xuyên qua cái tâm thức của mình, tức là cái lăng kính của mình chính là cái kính. Thế còn nếu mà đeo cái kính trắng thì gì ạ? Chữ nó to là nó to, chữ nó bé là nó bé, nó là sự thật. Thì cái đấy người ta gọi là tâm không, tâm trong suốt. Rồi cảm ơn Trần Văn Hoài. Nguyễn Trung có đặt câu hỏi thế này: em chào thầy ạ, thầy cho em hỏi làm thế nào gạt bỏ được sân hận, em chúc thầy buổi tối an lạc. Đây cũng là một cái câu hỏi tương tự như vậy, là làm thế nào để loại bỏ được nóng tính. Thế thì có một bạn hỏi tôi thế này: thầy ơi, làm thế nào để loại bỏ được nóng tính ra khỏi đời sống? Thì tôi hỏi bạn như thế này: làm thế nào để loại bỏ nhiệt độ ra khỏi ngọn lửa đang cháy? Bạn trả lời là không làm được. Và cũng như vậy, nếu ngọn lửa sân hận trong con người bạn mà đang còn, thì làm thế nào để bỏ được nóng tính là không thể. Vậy muốn không còn nóng tính
tức là mình chỉ còn cách dập lửa. Muốn không còn nhiệt độ, chỉ còn cách là dập lửa. Vậy muốn dập được nóng tính thì phải dập được ngọn lửa sân hận trong con người mình. Bây giờ chúng ta bàn đến câu chuyện sân hận nó đến từ đâu. Thì thưa các anh chị, sân hận nó đến từ việc bất đắc như ý, tức là những việc không thuận theo ý mình làm cho họ sân hận, mà nhất là việc nó xảy ra không như ý, lại không phải là ý trời, vì trời là đích biết thằng nào để mà bắt, để mà đánh. Nhưng mà nếu mà tại một thằng người cụ thể mà ông nhìn thấy thì nó dễ bắt hơn. Chứ còn nếu mà tại mà bảo là tại trời mưa chẳng hạn thì hỏi nó bắt ông trời ở đâu thì không bắt được. Cho nên cùng nắm ngửa mặt lên trời gọi là chửi, gọi là trời ơi thôi. Chứ làm gì có bắt được thằng người nào mà chửi. Nhưng mà nếu mà thằng người nào mà gây ra cái bất đắc như ý cho nó thì nó sẽ sân hận. Vậy chúng ta xem phần lớn chúng ta bất đắc như ý là do cái gì? Thì Đức Phật chỉ ra, xin mời cả nhà uống nước ạ. Đức Phật chỉ ra là bất đắc như ý gồm 4 thứ, 8 thứ. 4 thứ nhất tôi gọi là khổ đế: sinh, lão, bệnh, tử. Đấy, bất đắc như ý. Sinh, lão, bệnh, tử. Ví dụ mình tự nhiên mình bị bệnh, mà rõ ràng là cái thói quen này là do thói quen mình ăn uống sinh hoạt tạo ra bệnh cho mình, chứ cũng chẳng do thằng nào cả. Nhưng mình cũng nóng tính nên mình sân. Nhưng mà nhất là vớ được ông bác sĩ, nếu mà đổ lỗi cho ông bác sĩ là ông ấy cũng sân với ông bác sĩ. Thế là những người này từ phần lớn là do gì ạ? Do vô minh. Thứ hai là gì ạ? Người ta sân hận là do cầu bất đắc khổ, tức là cầu không được. Tức là họ mong cầu một điều gì đó mà họ làm mãi không được. Xong rồi họ đổ cho nhân viên, họ đổ tại người nọ, họ đổ tại thời tiết, họ đổ tại Covid. Rất nhiều thứ để đổ, nhưng chưa bao giờ họ đổ tại là đồ ngu lắm mày ơi. Và họ tìm cách họ đổ ra ngoài. Họ sân hận bởi vì cầu bất đắc khổ. Ái biệt ly khổ. Vậy thì cái gì mà nó yêu thích mà rời bỏ nó đi, hoặc người nào đấy làm cho chia ly nó đi thì nó cũng sân hận. Để lấy ví dụ đang yêu một cô gái mà bị thằng khác nó tán hớt cho thì cũng bị sân hận. Đang thích cái lọ hoa mà để con đánh vỡ thì cũng là ái biệt ly khổ nên cũng sân hận. Đang đi cái xe mẹt đẹp thì phá sản nay phải bán nó đi, cũng ái biệt ly khổ, cũng sân hận. Như vậy ái biệt ly khổ là tạo ra sân hận. Rồi oán tắng hội khổ, đã ghét nó rồi, đã ngơi ngơi đi được rồi, thế mà lại gặp nó ở cái chỗ này, ngứa hết cả mắt, lại khổ. Rồi ngũ ấm xí thạnh khổ, đang ngửi thấy thơm, bỗng nhiên có thằng nó đánh rắm thối, thấy khổ. Đang nghe hát hay, tự nhiên thằng con nó lại bật kinh khác, cũng khổ. Vậy thì bản chất khổ nó đến từ 8 yếu tố: sinh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ và ngũ ấm xí thạnh khổ. Như vậy có 8 nỗi khổ của con người mà nằm trong tứ diệu đế, các anh chị nghiên cứu sẽ thấy. Và việc bất đắc như ý nó đến khiến cho ngọn lửa sân hận nó cháy. Vậy mà điều gì khiến cho việc gì ạ? Bất đắc như ý nó đến, ngọn lửa sân hận cháy, thì cái đấy là do tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Do tâm của mình nó hình thành lên. Ví dụ anh ở vòng vật chất, anh tham vật chất mà không được, anh sân hận. Anh ở vòng cảm xúc, anh tham nịnh hót, anh tham sự tôn vinh mà nói chuyện nó không có tôn vinh anh, nó coi thường anh, thế là anh cũng sân hận. Anh tham ở vòng sinh mạng, anh muốn yên tĩnh, con cháu nó đến nhà nó ồn ào, anh cũng sân hận. Anh tham ở vòng trí tuệ mà anh đang học tập, anh đang nghiên cứu,
thì bỗng nhiên có đứa nó gì ạ, nó phá anh, nó làm cho anh mất điện, mất dữ liệu, anh cũng sân hận. Thậm chí anh tham làm nghiệp lực đi giúp đỡ người khác mà chồng con ngăn cản, anh cũng sân hận. Và như vậy ở bất cứ một vòng nào mà còn tham thì chúng còn sân hận. Vậy bản chất gốc rễ lớn nhất của sân hận nó đến từ tham và si. Tham mà không đạt được cũng sân hận, si mê mà không đạt được chúng cũng sân hận. Cho nên muốn loại bỏ được sân hận thì phải loại bỏ được tâm tham và tâm gì ạ, tâm si. Nhưng muốn loại bỏ được tâm tham và tâm si thì không còn cách gì khác, trải nghiệm. Cho nên cái người mà họ làm 3-4 lần không có thành công và họ vẫn khao khát họ làm thành công thì trong giai đoạn đó họ cực kỳ khó tính. Nhưng khi họ làm thành công rồi thì bắt đầu họ mới dễ tính trở lại. Cho nên chúng ta không còn cách gì khác, đó chính là trải nghiệm. Đó cũng là lý do mà con người bắt buộc phải tái sinh nơi hồng trần này, để bắt chúng phải trải nghiệm, bắt chúng phải học các bài học đau khổ để sửa tâm chúng. Vậy thì nghịch cảnh chính là chất liệu để giúp cho chúng ta sửa được tâm tham sân si mạn nghi và xóa bỏ được sân hận, xóa bỏ được cảm giác cảm xúc đố kỵ, lo lắng, sợ hãi ra khỏi đời sống của mình. Cho nên thưa Nguyễn Trung, thứ duy nhất mà bạn phải làm để gạt bỏ được sân hận ra khỏi đời sống của bạn là chỉ bằng cách bạn hãy nỗ lực làm việc thật nhiều lên, thật nhiều lên và trải nghiệm đi, không còn cách gì khác. Và mỗi một lần mà kết quả nó bất đắc như ý nó đến thì bạn dần dần bạn sẽ gì ạ, bạn sẽ làm quen và nhiều lần trải nghiệm bạn mới kết luận ra, ồ hóa ra cứ 10 lần việc nó đến thì đến 8 lần bất đắc như ý, chỉ có 2 lần thành công thôi. Thì bỗng một ngày đẹp trời bạn mới chợt nhận ra rằng, à ta không phải là chống lại việc bất đắc như ý vì đó là quy luật tất yếu, mà ta phải thích ứng với việc bất đắc như ý. Thì bây giờ toàn bộ thói quen nghĩ của bạn nó thay đổi và đó chính là lúc nghiệp lực của bạn thay đổi. Vậy thì không còn cách gì khác, hãy trải nghiệm đi, hãy sân hận đủ đi, hãy đau khổ đủ đi, thì bỗng nhiên bạn nhận ra rằng đã đến lúc ta muốn thay đổi cách nghĩ. Và đó cũng chính là lúc bạn thay đổi tầng bậc của tâm thức, đó cũng chính là lúc mà bạn đang tiến hóa trên con đường tu tập. Rồi xin cảm ơn Nguyễn Trung và chúc bạn nhanh chóng trải nghiệm, đối mặt với việc thất bại thành công nhiều lên, để rồi mình hiểu quy luật đó là quy luật tất yếu của cuộc sống và chúng ta phải thích ứng với những thứ bất đắc như ý thay vì đòi hỏi những việc đúng như ý. Rồi cảm ơn Nguyễn Trung. Thảo Nguyễn có đặt câu hỏi: thầy ơi, làm thế nào mà luyện cho tâm của mình sống trong hiện tại? Và làm sao mình biết đang sống trong hiện tại? Cảm ơn thầy và chúc thầy an lành. Tôi cũng phải chia sẻ cái khái niệm này. Vì hiện nay phần lớn chúng ta tu tập, chúng ta bị hiểu sai về bản chất của từ sống trong hiện tại. Thưa các anh chị, sống trong hiện tại hay không sống trong hiện tại nó không quan trọng, đó chỉ là pháp mà thôi. Nhưng điều quan trọng nhất đối với đạo Phật là mỗi một ngày sống bạn được sống bình an và tiến hóa. Bình an nhưng phải tiến hóa, bình an và tiến hóa, đó là gốc rễ. Còn hiện tại hay không hiện tại chưa quan trọng. Vậy
có hai khái niệm bình an. Một là bình an trong lộn xộn. Tôi lấy thí dụ, nếu chúng ta biết rằng khởi nghiệp 3 năm đầu là đau khổ, nếu chúng ta biết trước được rằng khởi nghiệp trong 3 năm đầu là 3 năm phải nỗ lực 150%, trong 3 năm đầu là có thể một ngày chúng ta phải làm việc đến 10 đến 12 tiếng. Trong 3 năm đầu thậm chí không có thời gian dành cho gia đình, cho bạn bè. Tóm lại, trong 3 năm đầu là một thời khắc cực kỳ khắc nghiệt. Vậy thì rõ ràng khi bạn lao vào khởi nghiệp thì thân xác bạn mệt mỏi hơn, não bộ của bạn phải hoạt động mạnh hơn, tiền bạc của bạn phải đi lo toan vay mượn nhiều hơn. Nhưng tại sao bạn vẫn an vui? Vì bạn đang trên con đường kế hoạch tiến hóa của chính bạn. Cho nên cái an vui là an vui nơi tâm hồn, còn thân xác của bạn phải vận hành mệt mỏi và rã rời, nhưng bạn vẫn thấy an vui đấy thôi. Thì đấy là khái niệm đầu tiên. Như vậy, chúng ta cần phải an vui trong sự tiến hóa. Mà an vui trong tiến hóa thì cái tinh thần của chúng ta được lên ngôi. Nhưng thân xác thì mệt mỏi, và bắt đầu nó kéo dài nhiều ngày thì cơ thể của chúng ta bị mất cân bằng, tức là trí tuệ phải phát sức ra để làm, thân xác phải kiệt quệ để làm. Tuy là cái tâm nó có an vui một chút thành quả, nhưng bắt đầu cũng có hiện tượng mệt mỏi và stress. Thì bây giờ chúng ta lại mất đi sự an vui. Như vậy, nếu an vui trong một phạm vi thân xác mệt mỏi vừa phải, trí tuệ phải vắt ra vừa phải, thì cái đó gọi là an vui trong lộn xộn, chứ an vui trong kiệt quệ thì chết. Tinh thần thì an vui, nhưng sức khỏe thì kiệt quệ, thì có nghĩa là mất cân bằng, thì người đó cũng không thể nào hạnh phúc được. Câu chuyện thứ hai, nhưng nếu khi an vui trong kiệt quệ thì bắt buộc người ta phải ngừng lại để người ta cân bằng, thì Tuấn gọi là an vui trong nghỉ ngơi. Và khi một người chúng ta bước lên cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 thì giai đoạn bước từng bước lên cầu thang người ta gọi là an vui trong lộn xộn. Nhưng đến phần chiếu nghỉ, chúng ta phải đi một đoạn đường bằng, có đúng không các ngài? Cho nên chúng ta gọi là an vui mà lại được nghỉ ngơi, tức là tinh thần cũng an vui mà thân xác thì được nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi một chút thì chúng ta lại phải tiếp tục bước đi, lại tiếp tục phải an vui trong lộn xộn. Và trong cuộc đời của chúng ta phải đón nhận được an vui trong lộn xộn chiếm phần đa số cuộc đời của chúng ta, còn an vui trong nghỉ ngơi chiếm ít hơn. Và mọi người hãy để ý một quy luật của tự nhiên: trong 8 tiếng làm việc một ngày thì chúng ta có một phần an vui trong nghỉ ngơi, đó là giấc ngủ trưa. Trong một ngày làm việc 24 giờ thì chúng ta có cái chiếu nghỉ vào buổi tối, đó là từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng nghỉ ngơi. Trong một tuần thì chúng ta có chiếu nghỉ vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Trong một năm chúng ta có chiếu nghỉ vào gì ạ? Ngày lễ và ngày Tết. Như vậy bản chất quy luật tự nhiên cũng đã xây cho ta những chiếu nghỉ để chúng ta có hai khoảnh khắc an vui trong lộn xộn để tiến bộ, và an vui trong nghỉ ngơi để cân bằng. Vì vậy bắt buộc chúng ta phải biết sử dụng thời gian một cách chánh niệm. Đâu là thời gian cân bằng, đâu là thời gian phải chấp nhận kiệt quệ để bước đi. Nhưng nhớ dòng đời của chúng ta bước đi nhiều hơn là nghỉ ngơi. Khi đi lên cầu thang, số thời lượng mà đi được cái phần chiếu nghỉ sẽ ít hơn rất nhiều so với thời gian chúng ta bước những cái bước chân lên cầu thang.
để chúng ta hiểu được quy luật của cuộc đời, không tránh tình trạng chúng ta đi tu được vài hôm nghe được vài câu chuyện lỏng và chúng ta thích an vui trong nghỉ ngơi, và cuộc đời của chúng ta đã chết ngay từ lúc sinh ra, tức là trí tuệ của chúng ta không tăng trưởng một chút nào cả. Từ lúc sinh ra đến lúc chết đi mình không tăng trưởng cái gì, tức là lúc nào cũng an vui trong nghỉ ngơi và tự huyễn hoặc về bản thân mình là tôi đã đạt được cảnh giới tu là an lạc hoàn toàn. Không phải, không phải. Thì cái này là nhiều người bị mắc cái căn bệnh này. Vậy thì thưa cả nhà, chúng ta đến cái hồng trần này để chúng ta học cách an vui trong lộn xộn. Nhưng khi nào nó mất cân bằng, nó kiệt quệ về thân xác quá thì chúng ta phải gì ạ? Dừng lại chiếu nghỉ, gọi là an vui trong nghỉ ngơi. Và cả nhà chỉ cần ứng dụng đúng cái quy luật này thôi thì cuộc đời của mình nó vô cùng hạnh phúc. Vì vậy, luyện tập cho mình sống trong hiện tại và làm sao biết mình đang sống trong hiện tại thì thưa Thảo Nguyên, mỗi một hành vi chúng ta làm, chúng ta đều biết chúng ta đi về hướng nào, mình gọi là tỉnh thức, an vui trong lộn xộn. Tỉnh thức, mỗi hành vi mình làm mình đều biết là tại sao mình làm hành vi này và mình tập trung từng thời khắc làm, cái đó gọi là sống trong hiện tại. Mỗi một ngày mình bơi bát cơm lên ăn, mình hiểu tại sao mình phải ăn, tại sao mình phải ăn. Nếu hiểu là ăn là một hành vi mà chúng ta bắt buộc phải gì ăn để thân xác để tồn tại thì bắt đầu mình chánh niệm, mình ăn từng hạt cơm, ăn từng hạt cơm vào, thì đó cũng là một cái việc sống trong hiện tại. Nhưng lập kế hoạch cho tương lai, xây dựng nguồn lực cho tương lai, xây dựng cái kế hoạch hành động đấy để đi đến tương lai, nó cũng chính là hiện tại chứ không phải là tương lai. Cho nên là sống trong hiện tại chính là tỉnh thức, biết được từng cái hành vi mình đang làm để làm gì. Và thứ hai, tập trung trong từng thời khắc một làm hết cật lực. Ví dụ giai đoạn an vui trong lộn xộn, hãy làm việc cật lực. Lộn xộn tao cũng chấp nhận, mệt mỏi tao cũng chấp nhận, nhưng tối về nằm ở chiếu nghỉ thì là gì ạ? Cho thân xác nó nghỉ hoàn toàn và đừng nghĩ thêm cái gì nữa. Và cái này tôi hay nói đùa với mấy anh em mà tôi dạy chuyển hóa tâm thức, là nó giống như trên con đường cao tốc mà mình đi ấy, thì bao giờ nó cũng có trạm dừng nghỉ, và trạm dừng nghỉ chính là chiếu nghỉ, đúng không? Và cái phần mà thân xác và não bộ nghĩ nó giống như cái máy xe và cái xe mà. Còn cái tâm của mình nó giống như ông lái xe. Mà có rất nhiều anh chị tối về nhà nghỉ rồi, tức là giống như ông lái xe đến cái trạm dừng nghỉ, thì người lái xe vào uống nước chè rồi. Tức là mình tối về nhà thì cái tâm của mình muốn nghỉ ngơi rồi, nhưng máy vẫn nổ, tức là não vẫn nghĩ. Còn cái ông mà lái xe vào uống nước chè ở trong bãi xe rồi, mà cái xe vẫn nổ máy ở ngoài, thì người đấy bị thần kinh rồi còn gì nữa. Vậy thì tóm lại, sống trong hiện tại chính là giai đoạn nghỉ ngơi, mình phải tập trung cho nghỉ ngơi. Giai đoạn nào làm việc thì mình phải mệt mỏi, mất sức, khó khăn cũng phải đối diện để bước đi, tức là mình an vui trong lộn xộn. Vì vậy là như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cảnh giới của gì? An vui và tiến hóa. Còn việc mà gì ạ? Luyện tập cho mình sống trong hiện tại thì chính là việc sau khi mình biết được rõ con đường như thế này thì mỗi thời khắc mình hiểu được ý nghĩa của từng hành vi của mình và mình tập trung vào từng hành vi, thì cái đó chính là gì ạ? Sống trong hiện tại. Rồi, cảm ơn Thảo Nguyên và chúc bạn đi đúng trên con đường để phát triển bản thân và đón nhận kể cả sự mệt mỏi trong quãng đời này để chúng ta bước đi tiến hóa hơn. Rồi, cảm ơn Thảo Nguyên. Rồi, anh Thiện Nguyễn có đặt câu hỏi. Em chào thầy. Thầy ơi, hiện tại em đang rơi vào thế đứng giữa cửa một mối quan hệ xã hội. Em có hai ân nhân người thầy trong cuộc sống. Ai cũng đối với em rất tốt. Và lúc trước hai người vẫn bình thường vui vẻ,
Nhưng vào thời gian gần đây thì hai thầy có thấy em có chút khúc mắc trong công việc của nhau dẫn đến mất lòng. Em thì đứng ở giữa vô cùng khó xử. Khi em giao tiếp với người này thì người kia không vui và ngược lại. Em thì không muốn mất lòng cả hai. Thầy có thể chia sẻ cho em từ góc nhìn của thầy trên hoàn cảnh của em để em khó xử với được không ạ? Và nếu có thể xin thầy chia sẻ cách để em có thể trung gian hòa giải được không ạ? Em cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh gì ạ? Thiện Nguyễn ạ. Vâng. Có cái câu chuyện thế này. Hai thầy trò nhà chùa đi qua sông. Thì có một cô gái. Này, cô ấy mặc váy rất là dài, cô không lội qua sông được. Cô ấy nhờ hai thầy trò này cõng qua sông. Thì cái chú tiểu này mới cõng cái cô này qua sông. Sau khi cõng qua sông xong thì trên suốt đường đi thì ông thầy ông cứ chửi cái cậu học trò này là sao mày lại cõng một cô gái như vậy, mày tu mà mày nam nữ thụ bất thân mà mày, cô ấy ốp nguyên cái bàn là vào lưng mày như vậy thì có được không con, ví dụ vậy. Thế thì chửi suốt từ sáng đến trưa rồi. Ông ấy mệt quá, ông ấy nghỉ buổi chiều. Thế mà tối đến vừa có nằm nghỉ một cái thôi thì ông lại lôi thằng học trò ra, ông ấy chửi tiếp là mày còn nhớ cái bàn là nó úp vào lưng mày không, mày làm như vậy mà được à, thế nọ thế kia. Và bỗng nhiên cậu ấy chợt nhận ra một điều rằng ô quái sao mà cái cô gái đây cô úp bàn là vào lưng mình mà mình đâu còn nhớ. Thế mà sao ông thầy mình cũng nhớ dai quá ta. Vậy thì suy ra là ông không có đắc đạo. Và cậu học trò đành rời khỏi ông thầy. Vậy thì cũng như bạn, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Ta phải tôn vinh. Nhưng không có nghĩa là người thầy đó ta phải bước đi trên suốt một dòng đời cùng với thầy. Tôi cũng là thầy, tôi không có yêu cầu chuyện đó. Cũng giống như Đức Phật. Đức Phật trải qua ba ông thầy. Ông thầy lúc Đức Phật còn ở trong cung và hai ông thầy lúc Đức Phật đi tu. Nhưng rõ ràng khi mà các người thầy không giải quyết được tận cùng bài toán mà Đức Phật muốn thì Đức Phật vẫn phải rời đi, chứ Đức Phật không sống chung cùng với các ông thầy. Cũng tương tự như vậy. Nếu em có hai ông thầy mà hai ông ấy ghét nhau mà ông phải tranh giành em, nếu em nói chuyện với ông này thì ông kia ghét, em nói chuyện với ông kia thì ông này ghét, thì chúc mừng em, hai thằng thầy nhà em nó chả ra cái quái gì cả, nó không phải là thầy. Còn nguyên tắc của tôi, ai là học trò tôi, sau ngày mai thấy anh A anh B họ dạy cái kiến thức hay quá, sang đấy đi học, nó còn hỏi tôi là thầy ơi sao thầy em sang đấy học có được không, tôi bảo được quá đi chứ, sang đấy học có cái gì hay về chia sẻ với thầy nhé. Bởi vì thầy hiện nay bận dạy quá, nếu mà cứ đi dạy suốt thế này mà không có thời gian đi học có khi cũng ngu cái đầu đi. Thôi thì em học đi, có cái gì hay về chia sẻ với thầy. Thấy không? Chứ còn thầy đến mức độ mà nếu mà mày chơi với thằng thầy kia thì mày không được chơi với tao nữa, thì cái người thầy đấy ích kỷ quá, cũng chỉ để học được vài kiến thức kiếm ăn thôi, chứ còn học đạo làm người đâu có học được. Cho nên chúc mừng em, nếu có hai ông thầy như vậy thì số chú quá xui đi. Thôi thì vạn sự tùy duyên, mình cứ đối xử với hai thầy tốt nhất, đúng như kiểu là vô ngã. Mình là một học trò, mình hãy đối xử tốt nhất với hai thầy, giống như hai thầy lúc chưa cãi nhau thôi. Còn lúc bấy giờ là thầy nào sân hận vì chuyện mình chơi với thầy còn lại thì đấy là việc của người thầy, họ tệ kệ họ thôi. Sao mình phải suy nghĩ? Còn nếu mà mình muốn lợi dụng cả hai thầy thì đấy, chúc mừng em. Em là học trò tử tế quá. Vì hai ông thầy như vậy sản sinh ra em một học trò như vậy. Đúng không? Vậy thôi. Thì bắt đầu là mình hiểu gì ạ? Mình làm tốt nhất cái phạm vi của một học trò. Còn nếu thầy mình mà ích kỷ đến như vậy
thì bản chất ông ấy đâu có phải xứng đáng là thầy, mà phải tiếc nuối một vị thầy nhá. Rồi, cảm ơn câu hỏi của em. Thủy Phạm có đặt câu hỏi. Em chào thầy ạ. Làm thế nào để tăng được trí tuệ và giải quyết được áp lực công việc trong cuộc sống ạ? Em cảm ơn thầy ạ. Thứ nhất là chúng ta phải định nghĩa lại cái khái niệm trí tuệ cái đã. Thì trí tuệ chính là người ta hiểu được quy luật của cuộc sống. Ví dụ, nếu có ngày nắng, ắt sẽ có ngày mưa. Có công mài sắt, có ngày lên kim. Tức là nếu mà mình chịu khó lao động và chịu khó vắt óc ra suy nghĩ, ắt sẽ có ngày mình trở thành người lành nghề. Thế thì mình ngu thì nó mất nhiều thời gian hơn, còn người ta thông minh thì người ta mất ít thời gian hơn. Nếu mà không làm thì ắt không có ăn. Nếu đi ăn cắp thì ắt sẽ vào tù. Được không? Nếu mà ngạo mạn, ắt sẽ huân tập nhiều kẻ thù đến với mình. Những cái quy luật cơ bản đó, nó gọi là trí tuệ. Mình phải hiểu tất cả những cái quy luật đó, và từ đó mình đừng gieo nhân xấu, thì bắt đầu tất cả những áp lực trong cuộc sống nó sẽ biến mất. Còn ngày nào mà mình còn đạp vào các quy luật của vũ trụ mà mình đòi tốt đẹp, thì ngày đó áp lực công việc nó còn xuất hiện. Tóm lại, thầy nhắc lại, làm thế nào để tăng trí tuệ thì vốn dĩ không có khái niệm tăng trí tuệ, mà vốn dĩ nó chỉ có khái niệm bạn thấu hiểu các quy luật của tự nhiên, và muốn vậy phải đi học, muốn vậy phải gì ạ? Phải chịu khó hành động và đúc kết. Tức là sau một ngày làm thì chúng ta nên dành đủ khoảng 15-20 phút ngồi, mà trong đạo Phật thì gọi là ngồi thiền. Thì thôi, mình ngồi mình gọi là tổng kết lại một ngày đi. Mình ngồi mình tổng kết lại là xem là trong ngày hôm nay mình đúc kết được quy luật gì, và mình phải đón nhận quy luật đấy thôi, sống trong quy luật đấy thôi, thì từ từ công việc nó gì ấy, áp lực nó sẽ hết. Còn nếu mình suốt ngày mình đặt câu hỏi là làm nào không làm có ăn thì làm sao mà hết áp lực được. Mình bảo là làm nào mà lười học mà vẫn trở thành học sinh giỏi thì làm sao hết áp lực được. Mình bảo làm nào mà lười lao động mà vẫn có nhiều kinh nghiệm thì làm sao mà hết áp lực được. Mình bảo làm thế nào mà mình hay chuyên môn đi chọc ngoáy nói xấu thằng khác mà nó lại yêu quý mình thì làm sao mà hết được. Không bao giờ hết được. Thì trí tuệ chính là việc hiểu quy luật của cuộc sống, và bạn phải sống gì ạ? Thuận theo quy luật cuộc sống, không còn cách nào khác nhá. Rồi, cảm ơn bạn. Thông qua đi học và đi làm, và mỗi một buổi tối hãy gì, nằm vắt tay lên trán để đúc kết quy luật của cuộc sống. Hãy mỗi ngày dành 30 phút ngồi lại, nghĩ lại các quy luật của cuộc sống. Đừng lao động một cách hùng hục, xong rồi kiếm được mấy đồng lại đi nhậu, xong tối về lại đặt lưng ngủ giống như một cái gì nhỉ, một cái con súc sinh được sinh ra. Tức là cứ ăn no rồi đi ngủ, ngủ xong rồi là lại kiếm được tí thức ăn rồi lại ăn no đi ngủ. Con người nó khác con vật ở chỗ là mình có thời gian tư duy để mình đúc kết lại những việc mình làm và tìm ra quy luật của cuộc sống. Và mỗi một buổi tối chúng ta dành đến độ khoảng 15-20 phút, 30 phút để đúc kết một chút về quy luật cuộc sống, thì dần dần mình sẽ có trí tuệ. Rồi ạ, xin cảm ơn Thủy Phạm. Hiếu Nguyễn có đặt câu hỏi. Em chào thầy ạ. Cho em hỏi chấp ngã, chấp pháp là gì ạ? Làm sao để mỗi ngày bớt chấp đi một chút ạ? Em cảm ơn. Như thầy nói, ngã là cái mong muốn. Và pháp
là nó liên quan đến nguồn lực, liên quan đến cách làm. Tôi lấy ví dụ thế này gọi là chấp ngã. Ví dụ một cậu mới đi làm, cậu ấy sinh ra trong một gia đình nghèo, cậu ấy không được bố mẹ chu cấp tài sản, không được chu cấp chi phí hàng tháng, và cậu ấy phải tự độc lập tồn tại. Thì có nghĩa là cậu ấy phải tham vật chất một chút để cậu ấy có nguồn lực cậu ấy sống. Vì vậy có thể cậu ấy phải điêu lương, có thể cậu ấy phải keo kiệt một chút. Tức là cái thói quen của cậu ấy là keo kiệt. Thói quen của cậu ấy hay mặc cả về tiền bạc. Thì rõ ràng mọi người phải hiểu là ở cái hoàn cảnh của cậu ấy thì cái thói quen ấy của cậu ấy sẽ giúp cho cậu ấy sống được. Nhờ thói quen đấy cậu mới sống được. Vậy thì từ đó chúng ta phải hiểu được cái việc là cậu ấy có cái thói quen đó, hay còn gọi là có cái ngã đó. Thì thay vì mình chê trách cậu ấy là keo kiệt, thậm chí mình còn yêu thương cái thói quen ấy của cậu. Nhưng đa phần mọi người hay nhìn bằng lăng kính của bản thân mình và nói rằng thói quen keo kiệt ấy là xấu. Không. Đối với hoàn cảnh của cậu ấy, thói quen keo kiệt ấy lại là gì ạ? Lại là tốt. Vậy thì rõ ràng nếu mà mình nhìn theo lăng kính của mình thì mình sẽ bị chấp ngã với người đối diện. Cho nên khó nhất trong cuộc đời này, chúng ta phải thấu hiểu người đối diện thì mới yêu thương. Còn không thấu hiểu thì dứt khoát chúng ta sẽ bị chấp ngã. Chúng ta cho rằng những mong muốn của người ta là tham lam, là sai trái, nhưng không phải. Nếu mình rơi hoàn cảnh như người ta, thậm chí mình còn hơn người ta. Có nghĩa là cái đó mình gọi là chấp ngã. Thứ hai, tôi kể một cái câu chuyện tương tự về chấp pháp. Khi mà tôi xây cho ông bà nội cái nhà thì có một khách đến nhà chơi với nói rằng đáng lẽ chỗ này nên làm thế này, chỗ này nên làm thế kia, chỗ này nên ốp gỗ thế này, chỗ kia nên ốp gỗ thế kia. Thì tôi bảo là phương pháp làm của bác hay quá, tôi cũng muốn làm như bác, tuy nhiên hết tiền. Bác cho tôi vay 500 triệu, tôi làm nốt cái phần bác bảo có được không? Bác bảo, ê, thế thì không được, thế thì không được. Bảo vậy đấy, tôi chỉ thiếu tiền thôi, còn cách làm như bác tôi biết mà. Chứ tôi chỉ thiếu tiền thôi. Vậy thì rõ ràng như vậy, ông kia là ông bị gì ạ? Chấp pháp. Chấp pháp. Tức là ông ấy chỉ nghĩ đến cái việc mà ông ấy đưa ra một cách làm, mà ông quên mất là người ta còn nguồn lực làm, còn hoàn cảnh làm, còn ngã người ta có muốn làm hay không? Không. Thế mà mọi người cứ đến nhà hay bàn về pháp. Đáng lẽ nhà bác nên làm cái này, đáng lẽ nhà bác nên làm cái kia. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mình biết cảnh nhà họ thế nào. Mà đến cứ chấp vào, đáng lẽ bác phải thế này, đáng lẽ bác phải thế kia. Và những kẻ lắm điều như vậy thường là những kẻ chỉ đến nhà ai chơi là gây mâu thuẫn cãi nhau ở nhà đấy. Đến nhà ai chơi người ta ghét, người ta chỉ muốn xúc mang về. Thì những người đấy người ta gọi là chấp pháp. Đấy. Hay là cũng là một hoàn cảnh, nhìn một cậu bé khởi nghiệp, nhưng vì nó là con nhà giàu, tổng số tiền nó bỏ khởi nghiệp mất 1 tỷ và tài sản nhà nó có 400 tỷ. Thì cậu bé hỏi tôi là thầy ơi, hai bố con hỏi tôi là thầy ơi, em có nên khởi nghiệp không? Tôi bảo khởi nghiệp nhanh, phải làm đi, phải va đập cuộc sống đi. Nhưng ngược lại cũng có một cậu giỏi tương tự như vậy, nhưng con nhà nghèo, để nó có 1 tỷ nó khởi nghiệp thì nó bắt bố mẹ nó phải đi cắm nhà cửa để lấy 800 triệu cho nó khởi nghiệp. Thì cũng một thằng bé như vậy nó hỏi tôi, thì tôi bảo không được, giờ này phải đi làm thuê. Tối thiểu là mày phải làm thuê được 700, tích lũy được 700, mà mày chỉ vay 300 thì thầy nghĩ mày nên khởi nghiệp. Còn nếu mà thời điểm này mà mày chỉ có 200, mày đi bắt bố mẹ mày cắm sổ đỏ vay 800
thì thầy nghĩ không nên khởi nghiệp. Và tôi còn chưa bàn đến trình độ cơ mà. Bởi vì nếu nó rủi ro thì bố mẹ nó ra đường à. Vậy thì nó khác nhau hoàn toàn. Cùng hai đứa trẻ có trình độ như nhau, nhưng hai hoàn cảnh khác nhau, ta phải có lời khuyên bằng hai phương pháp khác nhau. Còn nếu chung một lời khuyên cùng một pháp thì cái đấy người ta gọi là chấp pháp. Như vậy, chấp vào cái thói quen của người khác người ta gọi là chấp ngã. Chấp với gì ạ? Cái cách làm mà mình nghĩ là đúng, nghĩ cách của người ta là sai thì cái đấy gọi là chấp pháp. Rồi, và trong cuộc đời này chấp vào cái muốn của người ta là do mình không hiểu hoàn cảnh của người ta. Cho nên việc đầu tiên chơi với nhau, muốn yêu thương nhau phải thấu kiểu hiểu hoàn cảnh của người ta thì mình mới thông cảm cho những thói quen của người ta. Do nhà nó nghèo cho nên nó thói quen keo kiệt một chút, đúng. Do nhà nó nghèo cho nên nó có thói quen dùng đồ vật nó phải cẩn thận một chút, đúng. Không. À, hay là gì ạ? Do nhà nó nghèo cho nên nó đi làm nó phải mặc cả từng đồng, đúng. Vậy thì mình đừng có vì mình là con nhà giàu mà mình không bao giờ phải lo đến tiền bạc, mà mình nghĩ rằng thằng kia nó vậy là nó xấu. Như vậy mình gọi là chấp ngã. Cho nên tình yêu nó đến từ sự thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, chứ tình yêu nó không đến từ sự khơi khơi được. Thứ hai là chấp pháp. Đừng nghĩ cái gì mình nghĩ đúng, cách làm của mình đúng thì nó đúng hết với tất cả mọi người. Có thể trong một hoàn cảnh nào đó nó đúng với mình nhưng lại không đúng với người khác. Nó giống như kiểu đau bụng thì uống nhân sâm thì tắc tưởng, nhưng mà nếu mệt mà uống nhân sâm thì tỉnh, không? Vậy thì nó cũng đúng không sai. Trong cuộc đời này không, vốn dĩ không có cái gì độc hại, cũng không có cái gì là cứu cánh. Biết cách dùng thì là cứu cánh, không biết cách dùng thì là độc hại. Ở đời muôn sự của chung ăn nhau ở chỗ khéo dùng hay không. Rồi, cảm ơn Hiếu Nguyễn. Rồi, chúc bạn sẽ dùng tư tưởng để vận hành cuộc sống chứ không dùng ngã và pháp. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.